Bữa nay mình cũng sẽ tiếp tục kể về thằng Tý. Thằng Tý nó ở ngoài miếng giường của nó đó các bạn. Thằng Tý nó hai mươi mấy tuổi, hai mấy 30 tuổi nhưng mà chưa có vợ. Nó ở ngoài miếng giường của nó có một mình anh Hà. Nhưng mà cái điều đáng nói trong câu chuyện bữa nay là như vậy nè. Thằng Tý ấy, nó có nuôi con chó ha, nhưng mà con chó cái cày một hôm ấy, cái con chó nó chết đi, chó phèn đó, cây tí đó nó cũng cưng quá cưng đi, cái nó mới đem ra ngoài cái góc gò, các bạn đem ra cái góc gò đó, đem ra đó nó chôn, cây tí chôn rồi cũng bỏ đại nữa thôi, không có gì. Nhưng mà nói về thằng tí đó các bạn là nó nhiều bạn bè lắm, cũng có đông bạn bè lắm, cái những cái lần mà mấy cái thằng bạn nó ra giường tí chơi đó, thằng nào như thằng đấy, hễ mà đi ra tới giường thằng tí chơi cho đã rồi cái đi về nhà đó các bạn là cái giò nó bầm cục cục cái nhiều lần như vậy rồi cái mày nó mới giật mình, nó nói sao kỳ quá hả, sao mà đi ra tới giường thằng tí chơi đó là cái giò nó bị bầm. Cái kiểu này á, tao nghe người ta nói mấy ông già xưa mấy ông nói cái này chắc cho ma nó cắn, không lẽ giường mày có ma sao tí. Mấy cái thằng bạn thằng tí hỏi thằng tí gì đó các bạn, cái tí mới nói hết chuyện mày hỏi rồi, mày hỏi giường tao có ma hay không, tao sống vòng vòng đây giống như là cái ổ quỷ rồi ha, đừng có hỏi cái chuyện có ma hay không, gần như là bữa nào tao cũng gặp tụi nó vậy. Trời ơi thằng tí các bạn đó, mày nói cũng lắc đầu luôn không biết gì. Thôi cái bữa đó đó tí nó ở ngoài cái miếng giường đó, ở ngoài ở cái giữ giường đó mình nói ha, tí nó dạng lắm, thấy ma là nó thấy bằng dòng thời gian thật luôn, chứ đừng có nói là chiêm bao các bạn. Thằng tí á cày hôm đó đó cũng có đâu là mấy cái thằng bạn tí ra giường chơi, cái tụi nó mới lội vòng 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 đi vòng vòng chơi các bạn bè này kia bảy kia ăn ăn đồ gì đó. Lúc đó ở đâu cũng tầm là 4-5 giờ chiều, cái đột nhiên có thằng nó nhìn thấy có đứa con gái đứng ở bên cạnh bà mẫu ấy, mà ngoài cái góc giường của thằng Tý á, mà nó đứng ở bên cái miếng ruộng bên bà mẫu á các bạn. Cái thằng đó nó giật mình, nó mới kêu mấy kia, nó nói nè nè mấy bạn quay qua đây coi coi, thì sao giờ này tao thấy có đứa con gái, trời trời ở ngoài đồng mà đứa con gái mặc áo màu vàng kìa, nhìn đẹp quá mày ơi, đội nón lá mà quay mặt qua phía kia tao thấy dốc dáng quá trời im à kìa mình nhìn đứng đây nè, mấy thằng các bạn bước lại nhìn qua đó thấy đứa con gái, cái mấy nó mới lấy làm lạ, nhỏ này chắc không phải là đi đồng đâu mày ơi, thấy tướng tá của nó vậy mà ra đồng làm gì trời, mà có mình nó hả, thí dụ như tao đi mần cỏ tao làm cái gì đó thì đi buổi sáng xong nhỏ này lại đứng đó mình hết hả. Cái trong cái nhóm bạn thằng Tý đó các bạn, có thằng nó chạy vô nó kêu Tý, nói Tý đây mày bước qua mày coi coi mà nhỏ đứng bên kia đây có phải là quen với mày không, có người quen không, xong rồi nó đi ruộng đi gì mà buổi chiều giờ này đi ruộng kỳ Tý. Cái Tý nó mới đi ra nè, Tý đi ra tới ngoài đó đó các bạn, cái mấy thằng đó đó cùng với Tý thấy hết trơn luôn. Tí đi ra cái thấy tự nhiên từ cái miếng ruộng bên đó đó có con chó vàng chó màu phèn, con chó phèn đó chó màu vàng nó chạy đâm vô góc giường tí, đâm vô bụi chuối bụi cỏ cái nó trốn không tiêu luôn nhỏ gái cũng đâu tiêu luôn, trời ơi bữa đó đó các bạn mấy nó quá trời cỡ rồi, vậy là cái giường mày quá trời mà tí ơi tí cái gì đâu mà nó hiện hình cả ban ngày nó âm nào. Cây tí nó mới nói với mấy thằng bạn đó các bạn, nói chắc là chó phèn quá trời ơi, bởi vì cái lúc mà nó chết đó, người ta kêu tao đốt mẹ bỏ đi giục xong đi, tao thấy tội nghiệp quá tao đem nó gấp gò tao chôn vậy, tao thấy nó chạy nó đâm vô ngay chỗ đó rõ ràng chỗ cái bụi sậy bụi chuối đó. Cây mấy kia nghe vậy thì mấy kia thì ớn ớn thì cũng ớn chút thôi các bạn, giọng chó mà sợ gì, mấy kia cảm thấy thú vị cũng gợn 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 người mình mấy vậy đó. Cái điều hết sức lạ lùng là gì nè các bạn, cái có cái hôm đó đó thằng Tý nó đi đám giỗ,
À, tí đi đám giỗ nhà bạn bè gì đó, cái nó về cái giường nó đó, lúc mà nó về tới giường đâu cũng 4-5 giờ chiều rồi, cái nó ngã lưng xuống cái chỗ đó nó ngủ, nó nằm nghỉ vậy đó. À, lúc đó là tí xỉn rượu, các bạn đi đám giỗ cả ngày đó, cái đột nhiên một hồi cái trong cái giấc mơ màng đó, tí nó thấy đứa con gái nó mặc nguyên một áo màu vàng ha, mà tóc nó dài nó dài xuống tới như cái lưng, nó đi vô đi ra ở trong cái nhà lá của tí ở ngoài vườn đó các bạn, nó đi vô đi ra đi vô đi ra. À, cái tí nó thấy nó trong cái cơn say cơn xỉn nữa các bạn, cái nó gợn 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 người tí nó mới nói, trời ơi, tuy là nó say nó xỉn các bạn, nhưng mà nó vẫn còn nhớ, nó nói sao mà giường mình chứ mình nên mình mà tại sao mà nhỏ nãy đâu mà nãy đi vô đi ra hoài mà nó xỉn nó nằm như nè các bạn. Cái hồi tí mới gượng mắt lên, à, nó gượng lên cái gì nó mở mắt ra nó nhìn đó các bạn là nó không thấy ai hết. À, trời ơi, vậy là nãy giờ đó tí nó nói, trời ơi, vậy là nãy giờ mình mơ màng chiêm bao sao hả, thấy nhỏ gái màu vàng, vậy không lẽ chó phèn của mình nó hiện thành nhỏ gái màu vàng sao trời ác với trời. Trời ơi, cái bữa đó đó các bạn tí cũng không nói gì, thôi quay qua quay lại hồi thì trời cũng tối rồi. Cái tối đêm đó, tí nó ngủ ngoài giường nữa đó các bạn. À, cái đầu tới nửa đêm trong cái giấc ngủ quá ngon lành, giọng trai mà hai mấy 30 tuổi các bạn chưa có vợ nữa, cái tí nó thấy nó mơ màng trong cái giấc này, là trong cái giấc mơ màng luôn rồi các bạn, trong cái giấc ngu si nữa ha, trong cái giấc ngu si trong sự vô minh của con người đó. À, tí nó mơ màng nó thấy đứa gái đứa gái từ ngoài cái đường làng á, từ ngoài cái đường làng á đi thẳng vô trong vườn của nó. À, mới hỏi nó, anh ơi cho em ở lại đây đi, cho em ở lại đây đi. À, cái trong lúc này là trong cái giấc mơ đó các bạn, cái tí nó em đi vô nhà tôi nha, em đi vô nhà tôi nè, trong cái giấc mơ đó các bạn. À, cái tí nó mơ mà nó thấy dắt con gái mặc áo màu vàng nó đi vô trong cái nhà của nó trong vườn đó. À, cái giác thì vô trong đó trai gái mà tí nó cảm thấy là nó gần gũi nhỏ này im quá im, là các bạn ôm ấp vậy đó. Cái trong cái giấc mơ ảo là tí nó ôm nhỏ này, à, nó ôm nhỏ này cái nó yêu thương sự trai gái đó các bạn ha, nó yêu thương da diết trong sự ngu si của con người đó các bạn. Cái tới sáng này, tới sáng tí nó giật mình thức dậy đó các bạn, là tí nó biết là cái giác chiêm bao, mà tí nó giật mình thức dậy là cái quần ướt nhẹp, cái quần ướt nhẹp. À, cái nói vậy cái giấc chiêm bao lạ lùng của thằng tí đó các bạn, thằng tí nó lâu lâu là tí nó thấy vậy, lâu lâu tí nó thấy vậy. Nhưng mà trong giấc chiêm bao đó thằng tí đó, nó nói đó, nó thấy một đứa con gái rất là đẹp, đẹp con gái đẹp lắm, mà thằng tí nó không có thể nào là cự tuyệt được cái sự một cái tình yêu ở trong tâm hồn của các bạn. À, thằng tí nó muốn gần gũi một đứa con gái, nhưng mà trên thực tế thì chưa có bộ bạch gì cho nó. À, cái bữa đó đó, bữa đó cũng có mấy thằng bạn của thằng tí với các bạn nó đi ra giường để chơi, nó cũng biết ở giường tí có chó ma rồi, nhưng mà lúc này đi chơi ban ngày, thường thường tụi nó ra buổi chiều không rồi các bạn, đâu cũng tầm 4-5-6 giờ chiều gì đó. À, tụi nó chơi gì hồi là cái mới ngủ nhau thôi, bẻ leo lên nó bẻ vài trái ổi, cả vài trái ổi rồi mấy tối nay mình làm sương sương đồ chơi cái ngủ. Cái con thằng á đầu nó leo lên mấy cái ổi, các bạn nó bẻ ổi nó ăn đồ chơi, nó bẻ xuống nó nhậu. À, cái tự nhiên nó gặp chó phèn, trời ơi chó phèn từ Mỹ ở đằng kia kìa, Mỹ đằng đó nó chạy lên nó sủa quá, trời ơi trời, ngầu 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 ngầu, mà tụi nó còn nhìn rõ ràng là chó cái nữa. À, mấy cái thằng leo lên cây ổi đó các bạn, ôm cái ổi nó quýu quá trời, trời nó không dám xuống, trời ơi trời, nó la làng thông kêu, tí ơi tí chó rượt cắn tụi tao, tí ơi tí chó rượt cắn tao đã, tí nó nghe nó chạy riết lại các bạn ha. Thằng tí nó thấy cái bóng con chó chạy cái sẹt xuống như chỗ cái góc giường nữa. À, quá nhiều lần dữ rồi, thằng tí nó chết rồi, con chó của tao quá trời nó lên rồi, tao mới bay xuống đi, chó ma mà có gì đâu sợ, đâu phải chó thiệt đâu mà nó cắn thiệt mà sợ. À, cái mày nó leo xuống các bạn là rõ ràng luôn. Mà nói về thằng tí đó các bạn, à, tối tối lâu lâu đó
là nó mơ màng, nó chiêm bao trong cái sự ngu dại của con người, trong cái vô minh, cái ảo tưởng đó các bạn. Nó gắn liền với cái hồn ma con chó này quá lên. Con chó nó thường hay đi vô ngủ với thằng Tý, nói đơn giản thì để dễ hiểu hơn các bạn. Nó vô ngủ với thằng Tý, mà trong giấc mơ của thằng Tý, thằng Tý không cự tuyệt được. Tý vô ôm ấp, thằng Tý nó mơ thấy một cô gái đàng hoàng, nó vô ôm ấp, nó làm tình với cô gái luôn các bạn. Nhưng mà sau này người ta nghi ngờ là cái hồn con chó mê chứ không phải là con người. Cây cũng nhiều lần như vậy rồi. Cây bữa đó đó các bạn, cây thằng Tý đó nó mới nói với cái thằng bạn của nó: mày tính sao à? Sao kỳ quá hả? Tao ngủ ở đây thì tao ngủ một mình anh, nhưng mà tao cũng thấy, tao mơ màng thấy nhỏ gái áo vàng hoài hả? Mày bay thấy có sao không? Tao mơ vậy rồi nó có sao không? Cây thằng bạn của thằng Tý các bạn nó mới nói vậy. Giỡn thì giỡn, chơi thì được, Tý ơi, nhưng mà cái giấc mơ của mày, mày thấy gì là không có tốt nha. Lơ mơ nó đeo đắm theo mày, mày ở kiểu nó gì, ở với nó kiểu đó vậy là chết á, cho mày đó. Bây giờ mày tính sao tính đi, còn mấy mày đào nó lên mẹ mà đem mày đốt đi. Còn mấy mày quỷ bỏ mẹ cái chỗ mà lấy len mà đào xuống rồi bỏ hết đi, mà đem lửa ra chỗ đó mày đốt cho nó sạch sẽ chỗ đó đi. Không mấy mà cái vong hồn của chó đó nó ở vòng vòng đây hoài, nó theo đeo đắm mày, ăn ở với vợ chồng ha, biết là mày chết đó. Cái thằng bạn của thằng Tý các bạn nó nói với thằng Tý vậy đó. Thằng Tý nó giật mình giật mấy chân, tá quả tâm hồn cho các bạn. Thằng Tý nó biết chắc chắn rằng là nhiều giấc mơ thằng Tý thấy nhỏ gái mặc áo màu vàng đi vô ôm ấp làm tình với thằng Tý ha. Nói về thằng Tý đó các bạn, là thằng Tý ở ngoài giường của mình anh ha, còn mấy thằng bạn nó lại nó chơi ban ngày. Thí dụ nó có ở lại nó nhậu ban đêm gì đó thì chút xíu nó cũng về, chứ nó không có ngủ lại đó, nó sợ ma lắm. Nó biết cái giường thằng Tý là cái giường nổi tiếng mà. Cái bữa đó đó các bạn, mấy bạn ra nó chơi nó nhậu xỉn, thằng Tý thường thường cũng xỉn, rồi đêm đó thằng Tý cũng xỉn. Cái Tý nó ngủ ở trong cái nhà lá của nó, cũng một mình anh đó, nó ngủ trong đó. Cái nửa đêm đó, Tý nó chỉ mơ màng, nó cảm thấy nửa đêm các bạn, lúc đó thằng Tý chưa có ngủ nè. Tý nó cũng xỉn rồi, nó mơ màng cái đó. Cái Tý nó mới nghe: anh Tý ơi. Trời ơi, cái Tý nói nửa đêm nửa hôm ai kêu anh Tý ơi, anh Tý ơi, mà tiếng tiếng gái. Mà trong tâm hồn của thằng Tý nó nhận diện được đó các bạn, là những cái tiếng quen quen, có nghĩa là Tý nhiều giấc mơ Tý nó gặp nhỏ đó đó các bạn, tiếng quen quen. Cái Tý nó cũng nằm im ở trong bụng vậy đó. Cái nó kêu: anh Tý ơi, kêu hoài vậy. Cái Tý cảm thấy khó ngủ quá đi, cái Tý nó mới đi ra. Tý nghe cái tiếng kêu đó vọng vọng đâu bên phía bên đó là vọng qua đây. Cái Tý mới đi ra các bạn, Tý xách cái đèn, Tý cầm cái đèn pin, cầm cái đèn đi thẳng qua bên đó nó coi cái gì mà sao nghe vọng vọng tiếng bên kia. Tý nó bước ra đó các bạn, là Tý nó thấy con chó phèn. Chó phèn nó chạy trước mặt kìa, đó, nó chạy qua hướng bên đó đó. Cái Tý nó đi theo qua cái hướng bên đó đó, là thằng Tý thấy mấy cái thằng nó quải đi xịt đi vô trong cái hầm, thằng Tý nó xịt. Trời ơi, Tý bật cái đèn, Tý gọi la chửi mày kia bỏ chạy ù ù ù, linh ghê.